Alo, À, thị trường chứng khoán ngày hôm nay một phiên giảm điểm mạnh khủng khiếp nha anh chị. Một phiên chúng ta thấy là rất nhiều cái mã cổ phiếu sàn, đặc biệt là ở đây thì chúng ta đang quan sát ở trên cái nhóm VN100 thì những cái mã mà giai đoạn vừa rồi tăng rất tốt như là KDH này, DXG này, rồi FTX, Sen, Ban, BBT, ANB, Masan, HCM, Nam Kim này, DGW nè, SSI cũng bị sàn, VIX nè, CTD nè, VCG nè, VC, VCI nè, AGG, Nam Long nè, BCM, Kinh Bắc này cũng sàn nè. Đó, thì một GVR này, một cái phiên sàn mà nó rất là vô lý. Đó, một cái phiên sàn rất là vô lý, và cái cách đạp thị trường đạp sàn như ngày hôm nay ấy, thì nó một cái trò chơi bẩn nha. Nên là ngày hôm nay em là thumbnail là đánh bẩn, bị bẩn phái sinh. Đó, và cái cách đánh này thì đây là một cái trò gọi là trò đóng cửa thả chó đặc sản của tin đồn trên thị trường. Chúng ta có thể nhìn thấy nếu mà chúng ta đi cận cảnh hơn vào cái biến động trong cái thị trường phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy index của chúng ta sau khi mở cái phiên sáng thì đâu đó đầu phiên nó vẫn còn những cái lúc là nó như được sắc xanh nha. Mở phiên thì còn vẫn còn đang tương đối tích cực. Rồi sau đó là thị trường nó có những cái dấu hiệu suy yếu dần, tuy nhiên là nó cũng không đến độ là quá tệ khi mà thị trường nó vẫn giữ được cái ngưỡng là 1.265, 1.270 ấy. Nhưng mà bắt đầu là anh chị thấy nè, ATC nè bắt đầu là khoảng vào 2 giờ đấy, bắt đầu đây là 2 giờ nè, thì bắt đầu là có những cái cây giảm mạnh về 1.258 nè, và bắt đầu là 2 giờ 15 nè đánh úp vào cuối phiên nè là 2 giờ 15 nè và ATC đó thì là giảm mạnh nhất. Nó 2 giờ 15 mà giảm trong ATC gần như là chúng ta thấy là cái đà giảm này thì nó không có hồi. Đấy, ở trên khung đồ thì H1 á thì nó kết phiên là một cái cây nến là sau 2 giờ đó, sau 2 giờ cây nến đỏ đặc luôn. Đó. Và với cái trạng thái như thế này thì anh chị thấy là gãy luôn hỗ trợ khung đồ thị ngày. Mây mỏng rồi dao găm dao ơ rồi là nó phóng hết. Đó. Thì có chuyện gì xấu đang ở xảy ra ở trên thị trường hay không? Thì cá nhân em ấy, thì giai đoạn này thì như là cái buổi sáng này em có nhắn cho anh chị em ở trong nhóm khách hàng đó, là giai đoạn này thị trường chúng ta nó đang có một số cái yếu tố về mặt vĩ mô, đâu đó thì nó có thể là nó ảnh hưởng đến cái view của cái dòng tiền ở trên thị trường. Thứ thứ nhất đó, là về cái tỷ giá đó, tỷ giá thì giai đoạn này là chậm trần 25.300 đồng, rồi đô la index á, thì trong giai đoạn gần đây cũng quay lại cái ngưỡng là 106, 106 đó. Xong rồi là giá dầu thì quay trở lại cái ngưỡng vùng 90, 91 ở cái vùng tương đối cao do cái câu chuyện là gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, thì nó làm cho cái kỳ vọng về lạm phát á, nó sẽ bị kéo dài hơn, và qua đó thì Fed họ sẽ phải duy trì cái môi trường lãi suất cao ở trong cái thời gian nữa, trong cái bối cảnh là thị trường những ngân hàng nhà nước của chúng ta thì của Việt Nam là đã hạ lãi suất từ trước đó, thì đâu đó nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh hưởng là tiêu cực nhất định, tại vì là chúng ta đang chạy trước Fed tương đối là xa đó. Thì với những cái sự nghi ngờ đó thì sáng ngày hôm nay em cũng có nhắn với anh chị em là giai đoạn này thì quan trọng là không phải là cái câu chuyện là chúng ta tấn công, mà quan trọng là câu chuyện là chúng ta phòng thủ, và nếu mà thị trường nó xảy ra những cái biến cố về mặt ngắn hạn đó, thì chúng ta sẽ phải thoát một cái phần hoặc là hạ margin đó, và chúng ta cũng gọi là mua thì mua trên lượng hàng có sẵn, và chúng ta chỉ mang tính chất là thăm dò thôi, tại vì nếu mà thị trường như sáng ngày hôm nay mà nó có tăng lên được thì nó còn chạm lên cái vùng biên trên thì khoảng là 1.297, 1.293, 1.297 gì đó đó, thì nó cũng không còn quá nhiều cái dư địa đó. Với lại cái phiên sáng ngày hôm qua, hôm phiên ngày thứ sáu chúng ta thấy thị trường tăng điểm thì thanh khoản thấp, cho nên là nó cũng không có uy tín. Đó, cho nên là sáng nay em phải nhắn với anh chị em khách hàng một cái câu là giai đoạn này thì cũng tự tin nhưng mà chỉ có tự tin 50% thôi đó. Nhưng mà cái cách mà thị trường của chúng ta á, nó đạp nó giảm điểm á, thì nó cho thấy chúng ta là cái kiểu đánh của thị trường đang rất là láo nha chị. Thì anh chị có thể thấy nè, ví dụ bây giờ những cái cổ phiếu đây, giờ chúng ta coi qua nè, những cái cổ phiếu ở trên thị trường đúng không, VCI nè, SSI nè, rồi BID nè, CTR nè, SCTD nè, VCG nè,
rồi Nam Long này, ở Khang Điền này, ở KBC này, đó thì nó làm cái gì đúng không? Kinh doanh của người ta có bị gọi là bị vấn đề gì đó sụp đổ ngày hôm nay không? Hay là có một cái trái bom nào đó từ gọi là Iran mà tấn công vào trong Việt Nam không? Mà dính những cái doanh nghiệp nào mà nó sang, đúng không? Nên là chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là cái cách mà thị trường hôm nay nó đang gọi là ép như thế này, thì em nghĩ là đâu đó là cái câu chuyện nhóm ở bên phái sinh, tức là sau một cái giai đoạn mà gọi là dùng cái dòng tiền họ để rung lắc rồi rung rũ, gọi là kích kích nhữ nhà đầu tư, kích nhữ nhà đầu tư, nhưng mà dòng tiền nó không vô, thì bắt đầu là phiên ngày hôm nay là chính thức là buông tay. Nhưng mà cái cách mà thị trường nó đánh như thế này thì nó làm cho chúng ta cảm giác là thị trường nó rất là lừa bịp đó, và nó đang tạo ra những cái trạng thái rất là xấu cho những cái nhà đầu tư ở trên thị trường, đặc biệt là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những cái người mà người ta mới tham gia vào thị trường trong những cái giai đoạn gần đây. Thì em nghĩ là với cái vai trò là một cái những cái gọi là những cái thành phần ở trên thị trường thì chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta cùng hiểu một cái vấn đề là thị trường chứng khoán thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái rủi ro, và cái câu chuyện ở trên thị trường là cẩn trọng thì nó không bao giờ thừa đó. Và những cái biến cố như thế này thì anh chị sẽ không gặp trong giai đoạn này thì sẽ gặp giai đoạn khác. Ở những cái cú mà sóng của năm 2021 đó mà anh chị chạy như em đã từng trải qua là có những cái phiên là nó sàn 2,5 phiên, nó sàn phiên hôm trước, nó sàn phiên hôm sau, rồi cái phiên sáng phiên hôm thứ ba nó sàn, sau đó nó lại rút chân và nó đảo chiều luôn. Cho nên là cái đâu đó thì trong một cái chu kỳ sốc tăng thì chúng ta sẽ trải qua những cái phiên như thế này, và rồi chúng ta em nghĩ là cái bản chất của thị trường thì những cái vai trò là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta phải chờ, trông chờ một cái cơ quan quản lý thôi. Còn còn lại thì cái việc của chúng ta là chúng ta phải thích nghi được với những cái sự như thế này đó, và chúng ta sống sót qua được thì chúng ta mới gọi là trưởng thành và trở thành được những cái gọi là nhà đầu tư có kinh nghiệm ở trên thị trường đó. Chứ còn những cái việc như thế này thì nó sẽ lặp đi lặp lại ở trên thị trường anh chị, không cái giai đoạn này thì nó sẽ giai đoạn khác. Còn cái tin đồn ở trên thị trường thì nó cũng sẽ có những cái tin đồn khác, như là cái tin for sale nè, rồi là cái kho này kia nọ, thì tất cả những cái thông tin đó thì em nghĩ là nó là thông tin mang tính chất là chưa kiểm chứng. Bản thân thì em thấy là cái đoạn này thì nếu mà nói về cháy kho thì cái margin của cá nhân, ví dụ như những anh chị khách hàng mà em đang quan sát thì em thấy là mọi người margin không cao, đa số là mọi người đã có những cái động thái gọi là hạ margin hoặc là đánh với cái tỷ trọng thấp hơn cái giai đoạn trước. Cho nên là kêu là giai đoạn này mà vào một cái giai đoạn mà forward sale mạnh như là cái cú mà những cái giai đoạn trước thì người ta thấy có những cái phiên forward sale chéo, thì em nghĩ là cái chuyện đó nó có vẻ đâu đó là nó không đúng đó. Còn cái tin tức tin đồn mà tin tức tin hành lang tin này tin kia ở trên thị trường chúng ta không kiểm soát được, nhưng mà cái cách thị trường nó đánh như thế này nè đó, đến những cái cổ phiếu mà đầu ngành GVR nè, BVD nè, đấy anh chị thấy giá dầu cao đúng không, người ta cứ kêu là giá dầu cao xong rồi doanh nghiệp thượng nguồn được được hưởng lợi, thì về mặt chúng ta thấy là đúng đó. Nhưng mà về cái tâm lý ở trên thị trường thì khi cái sự hoảng loạn nó dâng lên cao rồi lái bịp bợm đánh láo này kia nọ để cướp hàng đúng không, thì nó sàn đó, nó sàn, nó tạo ra được những cái tâm lý rất là hoảng loạn ở trên thị trường đó. Chứ còn cái bản chất BVD thì bây giờ người ta vẫn kinh doanh tốt anh chị đúng không, người ta vẫn kinh doanh tốt, người ta vẫn phải gọi là đi thăm dò giàn khoan, người ta vẫn phải khoan dầu đúng không đó, chứ người ta đâu có ngồi ở đây để mà người ta gọi là sàn 2 cây hoặc sàn 3 cây đúng không, cái việc người ta là vẫn phải đi khoan dầu anh chị nè. Nhìn thấy nè, đó VCI nè đó, hoặc là giống như SSI đi, có phải vì những cái chuyện này mà người ta ngừng làm môi giới chứng khoán đâu đúng không, rồi là ví dụ như là Khang Điền hoặc Nam Long này, có phải vì mỗi cái cây sàn này mà Khang Điền Nam Long hoặc là CMG này, đó họ họ ngừng, họ không làm công chuyện kinh doanh của người ta nữa đâu đúng không đó. Nhưng mà cái thị trường này nó đang cho chúng ta cái gọi là cái sự gọi là cái sự nghi ngờ đấy. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta bỏ qua cái gọi là cái góc độ thuyết âm mưu đó, để mà chúng ta nhìn nhận lại coi là cái giai đoạn sắp tới của thị trường nó sẽ như thế nào và cái xu hướng của thị trường nó sẽ ra sao nha chị. Tại vì dù gì thì các cái thuyết âm mưu kia rồi thì nó cũng sẽ không có giúp anh chị em kiếm được tiền đâu, tại vì là cái thông tin ở trên thị trường thì nó sẽ thay đổi theo ngày. Ví dụ như anh chị thấy giai đoạn này nè, nó ra tin này tin kia thì thị trường nó cứ giật xuống cây, nhưng mà nó lại tăng lại cây sau, giật xuống cây tăng lại cây sau. Cho nên là nếu mà chúng ta gọi là bỏ quá nhiều công sức, bỏ quá nhiều thời gian ở trên thị trường để mà chúng ta đi tìm nguồn gốc các cái thông tin xong rồi lý giải được nó, thì cuối cùng thì chúng ta
Một là anh chị sẽ trở thành, thì một là chúng ta trở thành những người gọi là quá nhạy bén. Thứ hai nữa là nhiều khi là chúng ta cũng cuối cùng là nhiều tin tức thì cũng không kiếm được tiền đó. Cho nên là cái việc mà chúng ta làm với nhau đó, chúng ta đưa ra những cái kịch bản về mặt giao dịch đó, thì khi nào thị trường nó có dấu hiệu rủi ro thì chúng ta tăng cái tỷ trọng tiền ở trong tài khoản lên đó, tăng cái sức mua lên. Còn khi nào mà thị trường nó ổn định đó, dòng tiền đồng thuận thị trường vào sóng, thì chúng ta tăng cái tỷ trọng cổ phiếu lên đó. Thì nếu mà bỏ qua những cái yếu tố về tin tức, về thông tin này nọ trên thị trường đó, thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta có một cái giai đoạn tăng tương đối là từ năm ngoái rồi đó, và giai đoạn gọi là Tết nè anh chị thấy Tết đó, thì chúng ta cũng trải qua một cái giai đoạn gọi là nhiễu loạn thông tin nè, thị trường đi ngang tích lũy đó. Và em cũng kỳ vọng là cái đoạn này của thị trường chúng ta giống như cái đoạn này nè, tích lũy xong rồi đi lên đấy. Tuy nhiên là ở cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là có sự góp mặt của cổ phiếu ngành ngân hàng ấy, thì khi mà thị trường nó có ngành ngân hàng thì nguyên cái giai đoạn sóng trước Tết đó, là nhóm ngân hàng một mình nó đã lead thị trường chúng ta lên đến vùng 1.300. Còn cái giai đoạn này cái bối cảnh thì nó đang tương đối khác, bối cảnh nó đang khác ở cái chỗ là bây giờ nếu mà tăng á, thì là nhóm ngân hàng sẽ phải là nhóm lead điểm số, nhưng mà nhóm ngân hàng thì đã tăng quá nhiều rồi. Một cái nhịp sóng của MBB rồi CTG thì bắt buộc là các cổ phiếu đó nó phải điều chỉnh, chứ còn nếu mà tiếp tục tăng á, thì nó sẽ rất khó để mà tăng được tiếp đó. Cho nên là khi là các cái cổ phiếu như nhóm ngân hàng nó vào những cái gì điều chỉnh thì phải có sự trở lại của các cái nhóm ngành khác, hoặc là phải có một cái gọi là đà chỉnh giãn đồng loạt đó, để reset lại một cái game mới, một cái ván bài mới đó. Cho nên em nghĩ là cái giai đoạn này thì nhà khi mà các cái phiên mà test cầu nó đi vô, nó test cầu như vậy, em thấy những cái phiên mà tăng điểm để test cầu vào nhưng mà dòng tiền nó không vô đó, và cái bối cảnh vĩ mô thì bây giờ đâu đó nó đã gọi là chuyển sang cái hướng gọi là không đồng thuận với thị trường tài chính, thì chỉ cần một cái phiên gọi là tap out như thế này thôi là nó lấy lại luôn là cái thành quả của một cái giai đoạn tăng từ trước Tết đó, và nó có thể là nó lại quay trở lại, nó test lại, nó về lại đến những cái khu vực đỉnh cũ quanh đây. Đấy. Có nhiều khi là nó sau ngày mai ngày kia là nó về lại cái vùng đỉnh cũ quanh đây, thì chúng ta sẽ sớm thấy thôi, ở cái vùng quanh 1.200, 1.150 đến vùng 1.200 nha chị. Với cái quán tính như thế này thì em nghĩ là cái xác suất cao thị trường nó sẽ về đến những vùng này đó. Và khi mà thị trường chúng ta nó gãy qua cái kênh trendline này á, thì có thể là chúng ta đã gọi là kết thúc qua cái con sóng tăng của cái đoạn vừa rồi, và có thể là thị trường ta sẽ vào một con sóng điều chỉnh giảm đó. Và vào cái con sóng điều chỉnh giảm thì có thể là nó sẽ phải điều chỉnh đâu đó mất một thời gian một vài tuần đấy, xong rồi sau đó là nó tích lũy rồi nó lại vượt lên, nó đi tiếp, thì nó có thể là nó sẽ đi theo vận động theo cái kênh giá của khung đồ tỷ tháng đó, đi lên test đi về, đi lên này test đi về đó. Cho nên là cái vùng 1.150, 1.180 thì em nghĩ là xác suất nó có thể xảy ra đó. Thì cái đó là kịch bản của thị trường nha. Thì với cái quán tính của cái index như bây giờ thì em nghĩ là trong cái mặt ngắn hạn á, những cái nhịp hồi lên thì đa số là những cái nhịp để mang chất là cơ cấu thôi. Tại vì nếu mà chúng ta xét xét về cái mặt kỹ thuật á, thì thị trường bây giờ là đã vào gọi là vi phạm và cái hỗ trợ của khung này nè, phá đáy của khung phá đáy gần nhất nè, phá luôn cái đáy từ trước đó nè đó, là bây giờ là xác nhận là nó đã vào sóng giảm này, đỉnh sau tới một đỉnh trước này, đáy sau tới đáy trước này, khung tuần thì gãy qua TK của khung tuần này. Đó thì trước mắt là chúng ta phải xác định với nhau đây là một con sóng giảm đó, một con sóng điều chỉnh đó. Còn nếu mà khung tuần á, mà nó mà gãy luôn qua cái dưới mốc 1.200, gãy luôn cái thằng Kijun của khung tuần á, thì nó sẽ đi vào một cái nhịp và sóng chỉnh nó còn lâu hơn, tức là cái vùng mà nó tích lũy phía này lâu hơn này, xong nó đi lên nó lại gặp lại cái vùng này là kháng cự, xong rồi cho đó nó vừa kháng cự tích lũy lòng vòng nó sẽ đi lên tốn thời gian hơn nữa ấy. Cho nên là trước mắt á, những cái nhịp mà hồi lên đó, những cái nhịp hồi lên là những cái nhịp mà mang tính chất là những nhịp mà sóng cơ cấu đó, hồi để anh chị em bán bức hàng, hồi để anh chị em thắt bức hàng đó, chứ không phải là bây giờ là để bắt nha, chưa 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 phải là nhịp để bắt đâu. Tại vì bây giờ là nó cứ hồi lên thì là sẽ có những cái lực gọi là áp lực, những cái người mà người ta kẹp hàng thì cái vùng này nè là người ta sẽ bán ra đó, thì khi mà cái lực hàng đó người ta bán ra đến một cái giai đoạn nào đó mà nó cân bằng rồi thì nó mới tập đây để đi lên, giống như một cái con tàu tàu lượn đó, nó đi lên đúng không, thì khi mà nó mới giảm thì cái gia tốc của nó rất là lớn, cho nên là chúng ta hạn chế câu chuyện là lao ra để đón tàu đó. Anh chị cứ lao ra để đón cái đường tàu rơi đó, thì rất dễ là con tàu nó sẽ nghiền nát chúng ta
mà cái quan trọng là chúng ta phải gọi là phải chờ chờ cho cái gia tốc của con tàu nó chậm lại, nó lên xuống nó chậm lại, thì là những cái giai đoạn sau là những giai đoạn mà chúng ta có thể là chúng ta vào chúng ta để gọi là chúng ta đi kiếm ở những vùng cân bằng để mà chúng ta gọi là mua và đầu tư, hoặc là để mà tìm kiếm các cái cơ hội đó, chứ không phải là cứ thấy thị trường giảm và hỗ trợ là bắt nha, bắt nhưng mà cũng phải có chiến lược, phải có phương pháp, phải có quản trị vốn nha, chứ không phải là cứ 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 bắt tất tay, bắt full tiền vào các cái hỗ trợ là đúng đó. Tại vì là khi mà thị trường nó giảm những quán tính như thế này á, thì chúng ta gần giống như nó sẽ không biết là cái đáy nó là đâu đó, nó có thể là nó nhúng vào đây xong ngày mai nó hồi lên, hoặc nó nhúng vào tiếp dưới vùng 1050 xong nó hồi nhanh lại, thì nếu mà điều chỉnh từ đỉnh về dưới đây nè đó, thì nó cũng tương ứng nó khoảng 10% anh chị. Ví dụ như là một cái cú, nếu mà bây giờ thị trường chúng ta nó có điều chỉnh nguyên một sóng này nữa về 1050 thì nó tương ứng với là một cái cú điều chỉnh 10% của thị trường chung, thì nó cũng quá bình thường so với những con sóng này của index này. Ví dụ như trên khung đồ thị chị coi trên sóng cũ đúng không, những cái sóng điều chỉnh 14% 16% nó còn kinh khủng khiếp hơn cái sóng này rất nhiều. Cho nên là bây giờ thị trường ta có chỉnh về 1150 đi thì nó chỉ mới 10% thôi, cũng không có cái vấn đề gì cả đó, nhưng mà cái quan trọng là anh chị phải chịu đựng được qua cái giai đoạn mà là nó rớt xuống và nó tích lũy rồi sau đó nó tăng lên lại. Còn anh chị em không xác định rõ ràng mình là cái người mua để mà nắm giữ, hay là cái dòng tiền của mình là dòng tiền ngắn hạn đó, vào chúng ta chỉ có nhăm nhăm chúng ta ăn cứu hồi thôi, nhưng mà thị trường nó không hồi nó giảm tiếp thì thành ra chúng ta kẹp, mà kẹp không bán thì khi mà thị trường nó giảm quá nhanh về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn thì anh chị em lúc đó lại quá chán nản bán ra, thì thành ra là sẽ bán ngay đấy đó. Nên là cái câu chuyện đó nó sẽ lặp đi lặp lại thôi, nên là anh chị phải gọi là xác định trước là cái nhịp này là mình đang là cái phe nào đúng không, phe cầm tiền mua gom thì chúng ta phải có kế hoạch giải ngân từng phần, còn anh chị là người gọi là bắt hỗ trợ bắt sóng thì chúng ta phải xác định là cái tỷ trọng chúng ta chơi nó vừa phải, thứ hai nữa là hồi lên thì đạt lợi nhuận là chúng ta phải xử lý đó, phải bán, còn nếu mà gãy thì là phải xử lý đó, để mà bảo toàn được cái vốn đó. Chứ còn không là cứ đứng ở cái ngã ba đường đó, là rồi là cứ phân vân đó, thì thành ra là lỗ chồng lỗ đó, rồi lại cuối cùng là cắt lỗ ngay đấy đấy. Ok, xu hướng của index thì bây giờ là nếu mà ngày mai nó tiếp tục giảm là ADX nó sẽ đi lên nè đó, và cái đường DMI cộng với DMI trừ nó sẽ mở ra nè, thì khả năng là chúng ta sẽ có một xuống giảm mạnh nha chị, có sẽ có một xuống giảm mạnh, mà nếu một cái xuống giảm mạnh đó thì thị trường chúng ta nó sẽ không phải là nó hồi lại trong một hai phiên đâu, mà nó sẽ hồi lại tính bằng một cái số có thể là một tuần đó, nó có thể là rơi xuống rồi nó hồi lên, nó sẽ tính bằng một hai tuần, tại vì những cái cú rơi trước của thị trường đó, mà thị trường nó rơi rất nhanh như kiểu này nè, nhiều khi là tầm đâu đó khoảng tầm một tuần hoặc là tuần rưỡi gì đó thôi là nó về đến những vùng hỗ trợ cứng phía dưới rồi nó tái tích lũy lại, nó đã trend đi lên đó, nhưng mà nếu mà nó đi theo kiểu mà bò tùng xẻo nó đi lên đi xuống đi lên đi xuống thì có thể là lâu đó, cho nên là giai đoạn này chúng ta phải quan sát là hai cái, nhất là chúng ta quan sát cái nhịp hồi nó hồi lên cỡ nào, cái thứ hai là khi mà nó giảm về thì nó có phá đáy hay không đó, nếu mà nó giảm về nó phá đáy giống như kiểu này nè, tức là TTH2 thất bại thì nó có thể là nó giảm sâu hơn nữa đó, thì bây giờ là cái chúng ta đang có một cái đáy một ở trên này là fail nè đó, hôm qua hôm kia anh em đi nói đáy hai đúng không đó, thì bây giờ nó đó. Bây giờ có thể là bây giờ là cái này là cái đáy, hoặc cái này là cái đáy thì chúng ta cũng chưa biết, nhưng mà chúng ta chỉ có biết nó là đáy khi nào mà nó tích đáy, nó tạo mô hình tích lũy thành công, hiện tại thì chưa đó, nên là cái câu chuyện mà bắt đáy thì hạn chế nha, còn bắt thì anh chị em bắt cái tỷ trọng nhỏ thôi thì em nghĩ là nó sẽ ok và nó sẽ phù hợp. Ok, thì cái này là cái view của em cho thị trường giai đoạn này, còn ngày hôm nay thì em cũng rất vui tại em nhận được một số cái tin nhắn của một số anh khách hàng, đó là chờ mãi mới đến những cái cú điều chỉnh như thế này để bắt đầu giải ngân, thì cái đó là rõ ràng là anh em đang đứng ở cái phe là nhà đầu tư gọi là đi mua gom và đi đầu tư vào những cái cổ phiếu ở những vùng giá rẻ, thì chắc chắn là anh chị em mà làm như vậy thì anh chị em đã gọi là rất hiểu về thị trường, thứ hai là anh chị em cũng đã có cái dòng tiền nhàn rỗi để mà chúng ta giải ngân trong những cái dịp này đó, thì cái đó là chính là cái tinh thần mà em nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị trong những cái giai đoạn như thế này, chứ không phải là giai đoạn mà hoảng loạn, tại bán thì là đã bán từ trước đó, còn hoặc là bán trong những cái lúc mà nó mới bắt đầu nó gãy, còn bây giờ dù ngày mai đi anh chị em mà bán ra đè bán những cái lúc mà nó giảm sâu thì là thành rất dở, có khi là chúng ta lại sẽ bán ngay đấy, và cứ
và bán như vậy á, thì nó sẽ rất là thiệt thòi đó. Có muốn bán á, thì cũng phải chờ nó hồi đó, có muốn bán thì cũng phải chờ nó hồi nha. Rồi ok, thì cái này là cái view của em cũng như là những cái gọi là cái góc nhìn của em cho thị trường trong giai đoạn này. Trong nguy thì nó có cơ thôi anh chị. Quan trọng là chúng ta biết là chúng ta là cái người nào, chúng ta sẽ gọi là có kế hoạch để chúng ta tận dụng được cái cơ hội trong những cái đoạn nhất định của thị trường. Ok, cảm ơn chị em rất nhiều nhé. Nếu như anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, cần người hỗ trợ tài chính SSI, có thể liên hệ với em Đức theo số ở trên màn hình. Em có thể là đồng hành hỗ trợ anh chị em trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường nha. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúc anh chị em giao dịch thành công. Cảm ơn anh chị ạ.